Rồi xe chi chi chạy ra chi chạy ra. Quá đã. Phải đấy không? Ôi, cho mấy biết chạy xe ra nào. Lâu rồi, hồi còn 17 tuổi. À, ấy thôi phải không? Từng chạy xe con. À, xe gì? Hồi đó chạy xe gì? Xe 68. Xe gì nữa? 67. Phải không á? Đúng. À. Hồi đó có chở ba, chở bốn, đồ này gì chưa? Chở 4. À, chở luôn. Sao xe đã chạy sao? Chạy tốc độ nhanh. Nó có giống gì xe hồi xưa không? Giống xe 68, 67. À. Có ý kiến gì về chiếc này không, hay là chiếc ngày xưa không, có so sánh gì không? Thì nó cũng giống y, nhưng mà giờ kiểu mẹ thì nó đẹp hơn. Ừ. Còn mẹ xe xưa? Hồi xưa thì nó bền không? Bền hơn. Chạy nữa không, chạy nữa giờ cho chiếc này đi, dám đi không? Dạ yeah, rồi mà vẫn chạy xe này bình thường. À, có không? Nhiều à, nay nhiêu tuổi, nay nhiêu tuổi? 66 tuổi. Có. The fucking Eagle Double G. Snoop Dogg.